Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đô la. Dư nợ của Chính phủ Việt Nam tăng nhanh qua các năm và đến hết năm 2014 đã vượt con số 1,8 triệu tỷ đồng, khoảng 86 tỷ đô la. Con số này mới được tiết lộ trong bản tin công nợ của Bộ Tài chính Việt Nam, tức tăng mạnh so với mức 1,5 triệu tỷ đồng của năm 2013. Còn nếu so với năm 2010, khi dư nợ chỉ ở mức hơn 889.000 tỷ đồng, số so vay nợ trong năm 2014 đã tăng gấp đôi theo cơ cấu, nợ trong nước vẫn lớn hơn so với nợ nước ngoài. Cụ thể, năm 2014, nợ nước ngoài là trên 810.000 tỷ đồng, còn nợ trong nước trên 1 triệu tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến hết năm 2015, nợ chính phủ ước tính ở mức 50,3% GDP. Bộ này cũng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo lãnh vay nợ cho các dự án, chương trình trong năm 2015. Theo đó, tính đến hết tháng 12 năm ngoái, số tiền chính phủ Việt Nam cam kết bảo lãnh để các doanh nghiệp mà phần lớn là các ông lớn nhà nước vay đã lên đến 25,98 tỷ đô la. Ông Nguyễn Tân Dũng được Quốc hội Việt Nam bầu làm Thủ tướng năm 2006 và trong kỳ đại hội đảng 12 vừa qua, ông đã xin rút để về nghỉ chính sách. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, ông Dũng đã khuyên bản thân và các thành viên nội các còn tại vị là dáng làm người tử tế.